Xin chào tất cả các bạn, tôi là Hoàng Huy, cộng tác viên của kênh YouTube K18VRTV. Hiện tại tôi đang đứng trên một cái cồn, đó là ở giữa dòng sông Vàm Thục. Ở đây là thuộc địa phận của phường 5, quận Gò Vấp. Và tại đây có một ngôi miếu đã hơn 3 thế kỷ, đó là miếu nổi Phù Châu. Và hôm nay tôi sẽ tiến hành ghi hình và giới thiệu cho các bạn về lịch sử cũng như là về kiến trúc, về nét đẹp của ngôi miếu cổ này. Xin mời tất cả các bạn cùng theo chân tôi tham quan và chiêm ngưỡng ngôi miếu cổ nhất Sài Gòn này nhé. Hiện tại tôi đang đứng trước cửa Sa Tăng Miếu trên đường Trần Bá Giao. Như các bạn đã thấy, bên kia đường là nhà giữ xe. Tại đây chúng ta sẽ gửi xe gắn máy, sau đó mình có thể là sẽ cúng dường, tham quan và chiêm bái Sa Tăng Miếu trước khi mình đến với miếu nổi Phù Châu. Ở bên hông Sa Tăng Miếu sẽ có một con đường nhỏ. Chúng ta sẽ đi trên con đường đó thẳng vào trong, đến phía sau Sa Tăng Miếu thì sẽ đến được bến đò Sa Tăng. Thì tại bến đò Sa Tăng, chúng ta sẽ mua một cái vé đi đò, đó là khứ hồi 10.000 đồng dành cho một người, và bắt đầu chuyến hành trình đến với miếu nổi Phù Châu. Hiện tại thì tôi đã ngồi trên con đò và con đò đã từ từ rời bến, đưa tôi ra giữa dòng sông Hàm Thuật. Thì các bạn thấy là phía xa xa đó có một cái chuyến phà đang chạy ngang, đang chở khách từ cái hướng quận 12 sang Gò Vấp đó. Đây là chuyến phà của bến phà An Phú Đông, và cũng là một trong những chuyến phà tại một bến phà duy nhất còn sót lại ở giữa trung tâm Sài Gòn. Thì các bạn đã biết là ở trung tâm Sài Gòn, khi chúng ta qua kênh Rạch, qua sông Ngòi, thì đã có những cái chiếc cầu rất là đẹp, rất là hiện đại, bắc ngang cho chúng ta đi qua một cách là thuận lợi. Nhưng mà riêng ở đây, một điều rất đặc biệt là tại đây vẫn chưa có chiếc cầu, cho nên người dân vẫn còn di chuyển qua lại giữa An Phú Đông và Gò Vấp bằng một cái chuyến phà mà nó mang được một cái sự bình dị, mộc mạc và rất là mang tính miền Tây sông nước ở giữa lòng Sài Gòn như thế này. Và xa xa chúng ta đã nhìn thấy hình ảnh của ngôi miếu nổi Phù Châu đã hiện ra trước mắt. Đây là một ngôi miếu nằm gọn gàng trên một cái cồn hình bàn chân giữa dòng sông Vàm Thuật. Các bạn thấy đó là một chiếc cổng màu xanh đó, có 5 cửa ra vào, mang đậm một cái kiến trúc của người Hoa lẫn người Việt đang xen lẫn nhau, và một cặp sông uy nghiêm hoành tráng hiện ra trước mắt. Thì bây giờ là chuyến đò cũng đã sắp cập bến của ngôi miếu. Tôi chuẩn bị lên miếu để quay những cảnh quay về kiến trúc và giới thiệu cho các bạn nôi nét về lịch sử của ngôi miếu. Mời các bạn tiếp tục theo dõi nha. Ở đây tôi ghi hình rất là cận cảnh tượng của rồng đặt hai bên, bên trái và bên phải, ở ngay cái cổng chính ra vào của miếu Phù Châu. Các bạn thấy đó là con rồng này cũng được làm bằng men sứ rất là sắc sảo, màu sắc sặc sỡ. Đó, các bạn thấy là đây là cổng chính của miếu nổi Phù Châu đó các bạn. Ở phía trên và phía dưới đều điêu khắc cái hình tượng rồng theo kiểu đó là lưỡng long tranh trâu, rất là tuyệt vời, rất là đặc sắc. Các bạn thấy là cả hai con rồng đều uốn mình quanh hai cái cột của cổng ra vào. Phía trên chúng ta thấy ba chữ là Phù Châu Miếu. Mua trái dừa với cái đĩa cúng.
mua bông cúc đi. Dừa đó, dừa với bông cúc à, lấy bó bông cúc đi em. Nhiều chị. Nè bó bông cúc 30 với trái dừa luôn 50. À. Nó lấy trái dừa là một combo 50 nè. 50. Nè cái nào đó, là bà nè. Đó, đẹp chưa? Rồi cô lên hình đẹp quá. Ủa, có à, luôn hả? Có, con quay như vậy nè. Ừ. À. À của con 50. Dạ 50 cảm ơn. Bên trái dừa luôn. Vậy con thấy cầm cái bát cầm. Lúc này công nhận lúc này cái mấy cái máy mà chụp hình giờ ế hay con ha. Đúng rồi, mình xài cái điện thoại cái nó tiện giờ lợi luôn. Lợi lắm. Tiện giờ lợi cho mình luôn á. Chứ máy chụp hình nhiều khi con mua con cũng không có xài đúng không? Nó quay không đẹp bằng điện thoại. Chứ là anh cầm bây giờ sao em cầm hết rồi sao em cầm. Em nha, chụp cho em này, em bo cầm đi đó, đứng chụp vô lấy cái miểu luôn đó, lấy cái miểu mình luôn tắt em. Tắt lại đi. Lấy cái miểu đi luôn. Chút đi mình lại. Lấy cái miểu đây em đứng cái đó chụp vô lấy cái miểu luôn, đẹp lắm. Để em dẹp cái bát cho chị. Rồi dẹp cái bát cho đi coi. Cái người đây chị, cái bát cho đi rồi. Miếu nổi Phù Châu được xây cắt theo hình chữ tam, gồm có ba gian, đó là tiền điện, trung điện và hậu điện. Trước khi chúng ta vào điện để tham quan và chiêm bái các tượng Phật và tìm hiểu về những nét kiến trúc bên trong ngôi điện thờ, thì tôi sẽ kể cho các bạn nghe câu chuyện về Miếu nổi Phù Châu là như thế này. Miếu nổi Phù Châu được hình thành từ khi nào thì không có lịch sử ghi chép lại. Thế nhưng trong dân gian đã truyền nhau bằng một truyền thuyết, cho rằng cách đây khoảng 3 thế kỷ, đó là thế kỷ thứ 19, trên dòng sông Vạm Thuật mà người xưa gọi là sông Bến Cát, có một người đàn ông làm nghề chài lưới. Bỗng một hôm, ông ấy chài dính cái xác chết của một người phụ nữ lạ. Sau đó ông mang lên cồn chôn cất đàng hoàng và lập ra một cái miếu bằng tre và lá dừa để thờ người phụ nữ này, vì cho rằng người phụ nữ đã chết oan chết uất giữa một dòng sông nước mênh mông mà không có một người thân nhận diện. Năm tháng trôi qua, kể từ đó những người buôn bán bằng đường thủy khi đi qua nơi này đều rẽ vào để cúng bái cầu nguyện. Họ cầu cho chuyến làm ăn được thuận bờm xuôi gió. Từ đó, các bô lão trong vùng cũng lập nên một cái miếu ngũ hành để thờ thiêm Long Mẫu và mong cho cả vùng sông nước được sống trong một cảnh bình an vô sự, dân làng được no ấm. Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, những biến cố của chiến tranh, ngôi miếu nổi vẫn là một điểm hành hương linh thiêng nhất của người dân Sài Gòn Gia Định. Mãi đến năm 1989, ông Lục Câu, một người Hoa mà là người đã hiện nay vẫn còn đang cai quản ngôi miếu, đã kêu gọi quyên góp của người dân trong vùng là để tu sửa, dựng lại nên một ngôi miếu khang trang, mang đậm nét văn hóa của người Việt và người Hoa cho đến tận bây giờ. Và bây giờ tôi đang đứng trước cửa tiền điện của Phù Châu Miếu, thì các bạn thấy ở hai bên có hai vị, đó là thần Môn Quan, là hai vị giữ cửa. Thì ở mỗi vị chúng ta thấy có một tượng của con sư tử. Thì bây giờ tôi sẽ tiến hành vào bên trong tiền điện để tham quan kiến trúc ở bên trong nha các bạn. Đây các bạn đang nhìn thấy đó là phía trên trần của tiền điện, thì người ta đã chạm khắc một cái bức phù điêu của Phụng Hoàng màu đỏ rất là đẹp, rất sắc sảo và tinh tế lắm. Phía dưới là thờ Phật Di Lặc, thì Phật Di Lặc là một biểu tượng hạnh phúc nhất của con người. Khi chúng ta nhìn thấy Phật Di Lặc là nhìn thấy sự hạnh phúc. Và chúng ta thấy tượng gỗ đây là tượng của Chuẩn Đề Bồ Tát. Thì Chuẩn Đề Bồ Tát là một vị hóa thân của Quán Thâm Bồ Tát, là một vị hộ trì của Phật Pháp và là hộ mạng cho những chúng sanh mà mang đầy nghiệp chướng và bệnh tật trên cơ thể. Ở tiền điện còn có thờ
tượng của Tề Thiên Đại Thánh đó các bạn. Đó các bạn thấy đó là ở phía sau cái bài vị á, đó là tượng của Tề Thiên Đại Thánh với một cái bức phù điêu phía sau, đó là thể hiện đó là cái vườn đào đó các bạn, và cái đào tiên đó. Thì cái việc thờ Tề Thiên Đại Thánh thì có thể là những người Hoa ở Phúc Kiến đó, thì họ thường thờ Tề Thiên Đại Thánh do cái sức ảnh hưởng của Tề Thiên Đại Thánh ở trong nhân gian của người Hoa rất là lớn. Hoặc là có thể là họ thờ tượng Tề Thiên Đại Thánh là thể hiện cho sự thông minh, dũng cảm và mưu trí. Các bạn thấy là khu vực thờ Tề Thiên Đại Thánh khá là lộng lẫy, rất là đẹp. Và đây là tôi đi vào trong trung điện đó các bạn. Thì ở gian trung điện thờ tượng của Quán Thế Âm Bồ Tát, kế bên chúng ta thấy là có một cái bài kinh cứu khổ. Thì Quán Thế Âm Bồ Tát là hiện thân cho lòng từ bi của các chư Phật để cứu khổ cho chúng sanh thoát khỏi những đau khổ mà họ gặp phải ở chốn trần gian. Hiện tại là tôi đang đi vào trong chánh điện của miếu nổi Phù Châu. Thì các bạn đã nhìn thấy là ở phía trong chánh điện thì được bài trí và được tôn thờ các cái tượng thần rất là trang nghiêm, rất đẹp mắt. Phía trước các bạn đang nhìn thấy là tượng của Kim Mẫu Nương Nương, hay người ta còn gọi là Vương Mẫu Nương Nương đó. Thì đây là một vị thần tối cao và tiêu biểu nhất trong tín ngưỡng văn hóa của những người ở trong khu vực Đông Á. Thì theo truyền thuyết ở trong đạo giáo Trung Hoa đó, bà là con gái của Nguyên Thủy Thiên Tôn, là một người có pháp thuật cao cường, là chủ của nữ chúng tiên trên trời và thể hiện cho sự trường sinh bất tử. Ở phía sau tượng Kim Mẫu Nương Nương thì chúng ta thấy rồi, đây là tượng của Ngọc Hoàng Đại Đế. Thì Ngọc Hoàng Đại Đế là một người cai quản chúng thần và vạn vật trong tam giới, mà ở Việt Nam á, chúng ta thường gọi là ông trời. Ngọc Đế là có các cái quyền năng tự nhiên như là tạo ra mây mưa, sấm chớp, nước và lửa, là một vị thần tối cao, xét phong danh hiệu cho các vị thần hoặc xét phạt các thần tiên và thánh nhân. Và đây là một bàn thờ rất lớn, nơi đây thờ năm vị nương nương là ngũ hành thánh mẫu đó các bạn, đại diện cho kim mộc thủy hỏa thổ. Bên trái của chúng ta là mẹ chúa xứ Châu Đốc và bên phải là mẹ Cổ Huyền. Các bạn nhìn thấy rồi, sự bài vị rất là trang nghiêm, các pho tượng rất đẹp. Và phía trên trần đó các bạn, đây là cái lối kiến trúc thiên lĩnh đó, như một cái giếng trời tự nhiên, lấy ánh sáng và gió tự nhiên thông thoáng cho chính điện. Thì các cái vật trang trí trong đây đều là những vật đắp nổi bằng các cái men sứ, nhìn rất là tinh xảo, đẹp mắt và tỉ mỉ lắm các bạn. Và đây là bàn thờ thờ Quan Đế Thánh Quân, hay còn gọi là Quan Công đó các bạn. Vì Quan Công là sẽ xua đuổi được tà ma ngoại đạo và những cái vận xui xẻo cho những người đến viếng ngôi miếu. Đây là tượng thờ của Bao Công Gia Gia. Thì đối với người Hoa, họ có một cái tục thờ Bao Công rất là đặc trưng. Chúng ta thấy là tượng của Bao Công thì nhỏ, ốm và gọn, không giống như trên các cái phiên cổ trang thì Bao Công thường là mập và to nha các bạn. Thì đây là tượng thờ được đúc giống như hình thật của Bao Công.
Ở trong chánh điện người ta còn thờ hai tượng, đó là tượng Tiêu Diện Đại Sĩ và Địa Tạng Bồ Tát. Thì Tiêu Diện Đại Sĩ chính là hóa thân của Bồ Tát Quán Thế Âm, là để hàng phục yêu quái và cứu độ chúng sanh. Và bây giờ tôi sẽ tiến hành đi ghi hình cho các bạn xem về nét đẹp của những bức phù điêu được chạm khắc ở hai bên tường và những cảnh vật được điêu khắc tinh xảo, tỉ mỉ ở trên trần nhà của tiền điện, hậu điện và chánh điện cho các bạn cùng chiêm ngưỡng và tham quan nha. Đến tham quan miếu nổi Phù Châu thì khi mà chúng ta đi vào trong trung điện với chánh điện á, thì ở phía trên trần á, các bạn nhìn thấy có rất là nhiều các cái nhang, đó là nhang nó hình như chiếc nón đó các bạn, thì đó là nhang cầu an. Thì tại đây mình sẽ
mua nhang đó và mình sẽ ghi vào một cái tờ giấy về tên tuổi và những cái lời mình cầu nguyện vào trong cái tờ giấy đó, thì sẽ có người họ sẽ treo cái nhang đó lên trên trần, thì nhang đó sẽ được thắp ngay lập tức sau khi chúng ta gửi cái nhang cầu nguyện vào đó. Ghi tên là không mà ghi được thôi, không có ghi được. Đẹp quá, dở lên. Và khi mà vào tham quan miếu nổi Phù Châu á, thì tôi cũng giống như mọi người, đó là mình đến mình mua cái nhang cầu an đó các bạn. Thì nhang cầu an đó là cái người giữ miếu họ bán cho mình như vậy, là một nhang như vậy là 20.000 đồng, và mình sẽ tự cầm cái nhang này và đến mình thắp lên. Thì thật sự là đây là cái lần đầu tiên ở trong cái cuộc đời của tôi mà tôi mua được nhang cầu an và tự tay mình thắp cái nhang cho mình như vậy. Thì khi mà mình thắp nhang như vậy thì mình sẽ trong lòng mình sẽ cầu nguyện cho mình về chỉ có 3 điều thôi, đó là về sức khỏe nè, về gia đạo và về cái sự nghiệp. Thì sự nghiệp thì các bạn cũng biết rồi, tôi cầu cho cái sự nghiệp làm YouTube của tôi á, nó được thôi, nó thuận buồm xuôi gió, nghĩa là mọi cái clip mình làm á thì nó đều được trôi chảy, đều hoàn thành một cách không gọi là xuất sắc lắm, cũng khá là được thôi, để mà gửi đến cho tất cả mọi người khi mà xem những cái clip như của tôi á, thì thấy cũng khá bắt mắt, cũng có một đôi chút có cảm tình với mình, và mình nhận được những cái like và cái share chẳng hạn. Đó thì khi mà cầu nguyện xong thì gửi cái nhang cho cái người giữ miếu á, họ treo lên trần. Thì khi mà mình nhìn những cái nhang cầu nguyện treo lên trên đó thì cảm thấy ở trong lòng mình nó có một điều gì đó thoải mái hơn nhiều, thanh thản, và có một niềm tự tin là sự nghiệp của mình sẽ hoàn thành. Và bây giờ tôi đã di chuyển ra bên ngoài để ghi hình cho các bạn xem những cái nơi thờ tự và những cảnh vật xung quanh miếu nổi Phù Châu. Thì các bạn đã thấy là ở bên trái của ngôi miếu nè, có một cái cây si rất là to, rất là đẹp. Thì tôi sẽ tiến hành đi lại gần cây si để ghi hình cho các bạn xem về nét đẹp của cây si này nha. Thì như các bạn đã biết, cây si là một trong bộ cây tứ trụ của Việt Nam, đó là cây đa, cây sung, cây xanh và cây si. Là tứ trụ này đã có tuổi thọ cao nhất được trồng ở Việt Nam. Cây si thì thuộc họ thực vật dâu tằm. Và cây si ở miếu nổi Phù Châu này á, thì theo như người ta nói là có tuổi đời là 100 tuổi rồi các bạn. Các bạn thấy là tán cây nó lớn và rất là rộng. Đứng dưới cây si thì cảm giác nó mát mẻ vô cùng, bởi vì trời bây giờ là cũng nắng, nhưng mà đứng ở dưới tán cây thì mát lắm. Thì phong thủy của cây si khi ta trồng nó thì nó sẽ mang lại một cái điềm cát tường cho cái nơi mà nó mọc, và mang lại sự may mắn cho những ai ngắm nhìn và chiêm ngưỡng nó.
khi mà tôi đi ra ngoài khuôn viên của miếu nổi Phù Châu đó các bạn, thì ở ngoài khuôn viên là họ còn xây cất một cái đài quan âm được trang trí lộng lẫy và đẹp mắt lắm. Thì ngày xưa ở miếu nổi Phù Châu thường người ta chỉ thờ các cái tượng bà ngũ hành và những vị thần thánh thôi, nhưng mà sau này là sau khi mà trùng tu đó thì họ thờ thêm Phật, cho nên là khá là nhiều người khi mà đến miếu nổi Phù Châu họ hay nhầm và họ gọi là chùa nổi Gò Vấp là vậy. Phía sau đài Quan Âm thì các bạn thấy là có một cái bụi tre, thì nhìn thấy bụi tre là chúng ta thấy là cả một màu sắc làng quê của Việt Nam hiện ra. Thì phía sau bụi tre chính là miếu thờ Long Mẫu. Để tôi đi vào bên trong miếu thờ Long Mẫu để xem về cách bài trí và cách tôn thờ ở trong đó là như thế nào nha các bạn. Đó, từ xa xa các bạn nhìn thấy là tượng Long Mẫu ở giữa. Hai bên là có bốn vị rồng. Ở trong tượng Long Mẫu thì cũng là lối kiến trúc được chạm khắc tinh xảo từ những cái men sứ đặc biệt và đẹp mắt lắm. Ở hai bên Long Mẫu người ta còn thờ đó là Quyền Thiên Thượng Đế đó các bạn. Thì Quyền Thiên Thượng Đế chính là phân thân của Ngọc Hoàng Đại Đế ở bên trái, và bên phải là thờ tượng của Thủy Mẫu. Đa số những bức tượng ở bên trong miếu nổi Phù Châu đều đẹp, đều sặc sỡ màu sắc, uy nghiêm và tráng lệ. Trong tín ngưỡng của người Việt lẫn người Hoa thì người ta thường là thờ hổ, vì hổ đại diện cho một vị thần là hộ mệnh và giúp cho người dân tránh khỏi những rủi ro, những khó khăn trong cuộc sống. Từ khi rời bến đò Sa Tăng và đến miếu nổi Phù Châu thì từ lúc trưa đó, thì sau một cái thời gian mà tham quan, chiêm bái rồi cầu nguyện và ghi hình cho các bạn cùng xem á, thì bây giờ là trời cũng đã ngả về chiều rồi. Thì các bạn đã thấy là chiếc đò đó nó đang cập bến vào miếu nổi để mà chuẩn bị đưa chúng tôi rời miếu nổi, kết thúc chuyến tham quan của ngày hôm nay. Video của tôi cũng đã sắp hoàn thành và kết thúc. Thì những ai mà xem video này, nếu như chúng ta chưa một lần đến với miếu nổi Phù Châu, thì các bạn hãy đến đây để tham quan nét đẹp của một ngôi miếu có sự pha lẫn giữa kiến trúc của người Hoa lẫn người Việt, và chiêm ngưỡng những tượng thần nơi này và cầu xin cho mình những cái phước lộc, những điều may mắn tốt đẹp cho cuộc sống. Rồi bà có đây đâu rồi, mấy bà không bán còn chưa có. Con đò đã nổ máy và đưa tôi rời miếu nổi Phù Châu để trở về bến đò Sa Tăng. Tôi xin kết thúc video ghi hình về chuyến hành trình tham quan miếu nổi Phù Châu, một ngôi miếu có tuổi đời 300 năm giữa lòng Sài Gòn. Xin cảm ơn.
tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Cầu chúc cho tất cả những ai xem video này được an lành, may mắn và thật nhiều niềm vui trong cuộc sống và hạnh phúc trong gia đình.